cứu được mới cây ăn, mình gửi mà thôi chứ. Dạ. Đó. Thì đó bởi vì cái rồi. hiện trạng này á là không phải là do cái vấn đề dịch hại là là chính đâu, mà không phải là do nước do đất mà vấn đề là do cái kỹ thuật là cái người ghép đó đó là ngày xưa là đúng thay vì cái gốc ghép là bình bát thì từ cái hộp bình bát ta bê. ương lên, và ương đến lúc mà cái, cái cái tuổi thần thuật của nó là cũng gần gấp năm vậy nè nó bự vậy nè, hai bự bằng ngón tay trở lên vậy nè rồi người ta mới là đưa vô ghép bo đúng đúng rồi còn đằng này là người ta chặt cái nhánh bình bát và người ta đi, đi đi găm lên cho nó ra rễ nó ra ừ. rễ bàn vậy Sử nè là thôi. vừa xử lý thuốc kích rễ đó là vừa ra rễ rồi là là người ta bo cái ấy lên luôn cho nên là nó trồng lên rồi có hiện tượng hiện tượng này là nó không tương thích với lại là bộ rễ dưới nó chỉ ăn bàn lớp mỏng vậy nè bản thân nếu mà bình bát là phải từ cái gốc của cái từ cái hạt ra thì nó phải có chân trụ vậy đúng, nè đúng. nó nôm vậy nè nôm như là rõ ràng là, là như cái hình như cái cái, cái, cái nôm đúng rồi như cái gốc xe, cái, cái, cái của ờ, thì ngay cả trồng trên sát mặt lép luôn bây giờ nó đâm nước nước trăm phần trăm luôn nó vẫn sống bình thường phát triển bình thường còn này là đây là cái này là cái nhánh của cái cây bình bát nó cộng có đó. nhiêu đây nè nó cộng có khoảng tất tất rưỡi vậy nè là, là gọi là, đâm ra rễ vừa ra rễ già là nó ghép luôn đó thì cho nên là đây là cái lỗi của cái nhà sản xuất giống và tôi cũng quay đoạn này là để nhắn nhủ với những cái vị làm ăn kinh doanh bên mạng giống đây là cái kết quả hay là hậu quả thì dâu gì đã thấy rồi đó là tôi khuyên rằng á, làm ăn thì lâu dài đừng hại người nông dân một cách như vậy quý vị có thể là nói là vậy thì nhanh rẻ nhưng người nông dân chúng tôi không cần những cái rẻ như vậy của quý vị còn cái nhanh của quý vị gọi là được gọi là bao biện cho những cái giả dối của quý vị thôi làm giống ha cái này tôi nói này nếu mà những ai làm giống mà có thể mất lòng thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249 tôi tin cầu giám đốc công ty confield Nếu mà quý vị nào cảm thấy mất lòng, tôi nói những điều này là ảnh hưởng tới uy tín của quý vị thì tự quý vị suy nghĩ, ai đã làm từng làm giống, đang làm giống, đã làm giống sẽ làm giống. Thì hãy nghĩ tới cái hậu quả của người nông dân. Rất là tiếc. Vậy thì hệ lụy này rất là nặng nề ha. Rất nặng nề, tôi nhắn nhở cho những người làm giống mà ẩu tả, không có cái đạo đức. Ai nhắc lại, ai thắc mắc muốn tranh luận hay là muốn phản pháo như thế nào đó thì liên hệ với tôi Trần Văn Cầu, giám đốc công ty Gonfield, số máy 0949